Tiểu sử cầu thủ Nguyễn Tiến Linh. Nguyễn Tiến Linh sinh ngày 20 tháng 10 năm 1997 tại xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Tuổi thơ của Tiến Linh khá thiệt thòi khi mẹ đi xuất khẩu lao động từ năm anh 2 tuổi, bố thì vào năm 5 cậu 3 tuổi. Năm 6 tuổi bố của Tiến Linh mới gọi anh vào trong Bình Dương với bố và 9 tuổi mới được gặp mẹ. Được thầy giáo dạy thể dục phát hiện năng khiếu bóng đá, năm 13 tuổi anh dự thi và trúng tuyển vào lò đào tạo của BKMX Bình Dương. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Tiến Linh được trao cơ hội tập luyện và thi đấu. Sở hữu chiều cao 1m78 và thể hình lý tưởng nên anh thường được xếp ở vị trí tiền đạo cắm. Anh có lối chơi bóng đơn giản, ít chạm nhưng hiệu quả. Khả năng chạy chỗ thông minh là điểm mạnh của tiền đạo sinh năm 1997. Anh đã cùng U23 Việt Nam giành 2 chức vô địch SEA Games, cùng đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup 2018. Danh hiệu quả bóng đồng Việt Nam 2021 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Tiến Linh.